Mình xin chào cô chú anh chị em nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm món bánh hỏi khô ăn với thịt heo quay nha. Ở đây là bánh hỏi nè các bạn. Hôm đó mình mua về rồi ở nhà có đám á, mình mua về rồi ăn không hết. Mình bỏ thì mình tiếc nên mình đem ra mình phơi khô. Rồi hôm nay mình lấy ra mình chế biến món ăn nha. Hôm nay mình sẽ làm bánh hỏi thịt heo quay. Rồi bây giờ này là bánh hỏi lại nhà mình phơi khô, tự phơi khô rồi hôm nay mình sẽ làm nha. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước lên. Bây giờ mình bắt nồi nước đã sôi rồi. Mình cho vào chút xíu muối vô. Cho vào vô đây chút xíu dầu ăn. Bây giờ mình cho bánh hỏi vào luôn. Mình sẽ nhắc xuống, mình ngâm trong thời gian 2 phút. Mình nhắc xuống vậy, mình ngâm trong thời gian 2 phút nha. Trong thời gian được 2 phút rồi, bây giờ mình sẽ trút ra. Trút ra để cho ráo thôi chứ đừng rửa lại nước lạnh nha. Giờ mình để đây cho ráo rồi mình sẽ đi sắc hành, mình phi hành. Bây giờ mình bắt cái nồi mình cho dầu vào. Dầu này là dầu hành tỏi mình phi các bạn. Nên nó có mấy cái lợn cợn của sắc hành á, cái lặng cặn của hành nè, chứ không phải là dơ nha. Bây giờ hành mình cũng đã sắc ra rồi nha. Bây giờ dầu nóng mình cho vào. Bây giờ dầu đã nóng mình cho vào. Thơm quá. Bây giờ mình sắp bánh hỏi nha. Mình cứ cuốn bánh hỏi này. Bánh hỏi dai lắm nha các bạn. Khi nào các bạn mà mua về mà mình làm đám tiệc gì mà mình ăn hả không hết á, mình đừng có bỏ phí lắm, mà mình cứ lấy mình phơi khô. Phơi khô để khi nào mình cần cái gì á mình ăn. Bánh hỏi này các bạn phơi khô xong các bạn chiên, chiên giòn lên rồi các bạn tha mỡ hành lên. Mỡ hành rồi chà bông, rồi tương đỏ lên ăn cũng ngon lắm nha. Còn thấy không? Dai lắm nha các bạn, dai lắm. Bây giờ mình tha mỡ hành lên nha. Bây giờ mình sẽ đi chiên thịt quay. Rồi mình đi chiên thịt quay. Cái này là thịt quay nè các bạn. Thịt ba rọi chay nha. Thịt ba rọi chay. Mình cũng có mấy clip mình chia sẻ thịt ba rọi chay rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra mình chiên nha. Mình chia ra mỏng mỏng chiên cho nó ngon. Ngon ghê. Giờ mình sẽ đem đi chiên.
Bây giờ dầu đã nóng rồi, mình cho thịt vô. Cái này mình chiên chừng 2 miếng thôi, còn lại 2 miếng mình làm món khác. Các bạn thấy ngon ghê chưa? Bây giờ mình sẽ chặt ra nha. Nóng quá các bạn ơi, nóng hổi luôn. Giòn rụm luôn. Cái này có nước dừa các bạn nên béo lắm. Thơm quá. Rồi bây giờ mình sẽ sắp ra mời các bạn nha. Cái da nữa các bạn. Đây bánh hỏi thịt heo quay của mình đã sắp ra rồi. Ngon lắm các bạn, giòn rụm ngon lắm nha. Cái da của nó giòn lắm. Bạn nhìn nè, nó béo lắm. Thôi giờ mình xin chào nha. Chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Đây bánh hỏi thịt heo quay ăn rau sống chấm với nước tương nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn được bình an. Mong cô chú anh chị em và các bạn và các cháu luôn luôn ủng hộ kênh của mình nha. Đặng mình có một chút xíu thu nhập để mình đi làm từ thiện, để đi làm những cái thiện nguyện để giúp đỡ cho những người nghèo khó nha. Mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an.